Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ ngày mai, Nam Bộ sẽ giảm mưa và xuất hiện nắng nóng cục bộ 35 độ. Còn từ Quảng Bình trở ra đến Bắc Bộ thì mưa lại tăng lên và có điểm mưa rất to. Thực tế là từ chiều tối ngày hôm nay, mưa đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Radar cho thấy là mây dông đã phát triển ở phía khu vực Tây Bắc Bộ và dần mở rộng sang đến phía Đông. Trong đêm nay và ngày mai, dự báo là mưa sẽ lan ra khắp Bắc Bộ cũng như là khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Bình. Một dọc là Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cảnh báo là có nơi mưa vừa, thậm chí là mưa rất to lên đến cả 100mm. Nỗi lo ngay đầu mùa mưa là nguy cơ sạt lở đất, lũ quét cục bộ ở vùng núi. Bà con cần phải cảnh giác với các dấu hiệu sụt lún, tiếng động lạ để có thể kịp thời phòng tránh. Còn với khu vực Trung Du cũng như là Đồng Bằng thì dự báo là mưa nhỏ, mưa vừa, lượng mưa trong khoảng là từ 25 cho đến 50mm. Lo ngại khi mà kỳ nghỉ lễ đang đến gần là nhu cầu đi lại gia tăng, đó chính là nguy cơ mất an toàn giao thông khi mà tầm nhìn lại bị hạn chế và mặt đường trơn trượt. Về nhiệt độ thì dự báo cao nhất vào ngày mai tại thủ đô Hà Nội cũng như là một loạt các thành phố khác sẽ từ 28 độ trở xuống. Trái lại thì Nam Bộ sang đến ngày mai trời sẽ nắng nhiều hơn, nắng nóng 35 độ xảy ra ở Thủ Dầu Một, Biên Hòa và Vị Thanh. Các thành phố khác trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ là từ 32 đến 34 độ. Về chiều tối thì mưa chủ yếu xuất hiện tại các điểm ở miền Tây, tuy nhiên là lượng nhỏ và rất nhanh. Trên biển, ngoài khơi hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, dự báo vào ngày mai thời tiết tốt, có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió ở mức là cấp 3 và cấp 4. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.